Hello hello, xin chào các bạn, tôi là Lapis đây. Nhoseo, Lapis here. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người bộ sưu tập bestseller son BBA Last Velvet Lip Tint của nhà BBA nha. Và mình nghĩ đây sẽ là một cái video kết thúc cho năm 2021 vừa rồi, và để khởi đầu cho một năm 2022 thật là nhiều may mắn, thuận lợi, suôn sẻ hơn. Vậy chúng ta sẽ bắt đầu luôn nha, cùng mình khám phá 7 màu son bán chạy nhất của nhà BBA nè. Và trước tiên, mình sẽ mời cả nhà cùng xem mình squat ra tay 7 em son bán chạy nhất của nhà BBA, và sau đó là mình sẽ squat từng màu lên môi nha. Và để kết thúc năm 2021 thì mình sẽ tổ chức một cái giveaway nho nhỏ. Mọi người muốn tham gia thì hãy xem ở phần dưới mô tả nha. Và để khởi đầu cho bộ sưu tập ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người màu số A2, là một màu san thô nhưng sẽ nghiêng về tôn đất và thiên về cam nhiều hơn. Đây là em son nằm trong bộ sưu tập mà mình rất là tâm đắc, lấy cảm hứng từ các đất nước châu Á. Đây là một ý tưởng mà mình cảm thấy rất là tuyệt vời. Với cái màu son A2 này thì là một màu khá là đẹp, tông màu san hô coral, pha lẫn chút sắc nâu rất là ít trong đó, mang cảm giác rất là nhẹ nhàng, tinh tế và tràn đầy sức sống. Và mỗi cái màu son này là đặt theo một đất nước. Ví dụ như màu A1 thì sẽ đặt theo Singapore, màu A2 là đặt theo Malaysia, màu A3 là đặt theo Thái Lan, màu A4 là đặt theo Đài Loan, và màu số A5 sẽ là đặt theo tên Hội An của Việt Nam chúng ta. Rất là tuyệt vời đúng không ạ? Và tiếp theo sẽ là màu rất là tươi, màu số 02. Đây là một màu đỏ cam, thiên về sắc đỏ hồng nhiều hơn một xíu. Và mình có một cái lưu ý cho mọi người là khi đánh cái dòng son này thì lúc đầu các bạn sẽ thấy đánh lên nó sẽ hơi bóng một xíu, bởi vì nó vẫn dưỡng ẩm trong môi của chúng ta. Tuy nhiên sau khi mà bạn bặm một lớp giấy ăn thì lớp bóng nó sẽ hoàn toàn biến mất đi luôn nha. Và tiếp theo sẽ là màu 12 nằm trong vớt 3 của nhà BBA. Đây là một em màu tông cam cháy MLBB rất là đẹp. Em này thì sẽ hợp với tông màu mùa thu, cực kỳ là đi vào lòng người với mọi người. Mình nghĩ em này cũng là màu đáng để sở hữu nha. Và em này thì mọi người sẽ thấy thắc mắc là với so với cái màu 17 và màu 12, hai màu nó có vẻ na ná nhau đúng không? Nhưng mà tuy nhiên màu 12 sẽ thiên về cam hơn. Nếu bạn nào thích bay cam thì hãy sử dụng màu 12, bạn nào thích bay hồng thì hãy sử dụng màu 17 nha. Tiếp theo mình sẽ giới thiệu cho mọi người màu số 17. Đây là một màu hồng san hô và tương tự như màu 12, nó cũng có cái nắp vàng rose gold cũng rất là đẹp, với mức giá không quá đắt, dao động từ khoảng 150 cho đến 180 thì em son nhà BBA luôn chiếm lợi thế về giá cả cũng như chất lượng. Chất son rất là ok, không hề gây khô môi một xíu nào cả, độ lâu chơi cũng rất là tốt, và vỏ son thì cực kỳ là đẹp nữa. Đó là lý do vì sao mà nhà BBA luôn được các bạn yêu ái đúng không ạ? Và trong cái bộ sưu tập lần này bestseller của nhà BBA thì mình sẽ chọn ra màu A2 này, màu 12, 24 và 38 sẽ là màu mình rất là thích luôn. Và trong cái bộ sưu tập bestseller BBA Last Velvet Lip Tint lần này thì mình nghĩ màu 24 là một màu mình rất là yêu thích. Màu này thì mình nghĩ là hợp với tất cả mọi người. Nó là một màu tông đỏ hồng đất, rất là trendy, mình nghĩ màu này rất là đẹp luôn. Nó có pha một chút ánh đỏ này, một chút ánh hồng, và một chút đất và một chút nâu. Thế nên là rất nhiều người sẽ phù hợp với em này. Em này thì hợp từ tông da trắng cho đến tông da tối luôn. Và mình chắc chắn một điều rằng là màu 24 cũng không hề kém cạnh so với màu 25 mà cũng rất hot một thời đúng không ạ? Màu 24 này đẹp không thua kém gì màu 25 luôn. Rất là đẹp, rất mê nha. Và mình thấy em này khá là lâu trôi, khi mà mình ăn uống xong thì mình thấy vẫn còn lớp son ở trên môi. Đây là một điểm cộng rất là tốt. Tuy nhiên vì nó là son tin, thế nên là khi mà các bạn tẩy trang, các bạn sẽ thấy nó vẫn còn đọng lại một chút son ở trên môi. Đó là điều rất dễ hiểu các son. Tiếp theo là chính là màu 32 nằm trong bộ sưu tập Scandal của BBA. Đây là sắc son tôn đỏ hồng và có chứa base hồng nhiều. Thế nên là những bạn nào thích son đỏ mà chứa base hồng thì có thể tham khảo em này nha. Một cái điểm cộng rất là đáng chú ý của dòng son BBA Last Velvet Lip Tint là rất là lâu trôi. Cái thứ hai là che được những cái rãnh môi, thế nên là dù môi mình có bị khô nứt nẻ thì em này vẫn cover được nha. Và mình thấy màu số 32 này khá là xem với son tỏi của MAC, màu Ruby Woo ấy. Hai màu này
cũng rất là na ná nhau luôn. Và màu 32 này chỉ có tươi hơn một chút xíu thôi, còn lại thì rất là giống nhau. Và đây chính là một bản dupe tặng son kem của MAC Ruby Woo luôn á. Và màu cuối cùng sẽ là màu 38, tông nâu đỏ chocolate, rất là cá tính. Base nâu rất là đẹp và mình nghĩ đây là một màu vàng chạm nhất luôn á. Nhìn thấy một phát là mê cực kỳ luôn. Đây là một cái màu mà mình phải nói là mình rất là thích. Đây là cây thứ hai mà mình sử dụng rồi. Màu này thì các bạn có thể đánh vào môi hoặc là đánh full môi đều được. Phải nói đây là một cái màu son mà mình rất là mê luôn. Trời ơi, quá đã luôn ý. Cái màu son này cực kỳ là đẹp luôn á. Màu nâu chocolate mà đến bây giờ mình vẫn chưa tìm được cái màu nào mà ưng như cái màu này luôn á. Một năm trôi qua thật là nhiều biến động đúng không mọi người? Và mình mong rằng trong một năm mới này sẽ có nhiều niềm vui này, niềm may mắn. Và mọi người hãy nhớ rằng phải giữ gìn sức khỏe của mình này, và luôn mang tới niềm yêu thương cũng như là niềm tích cực tới mọi người nha. Bye bye.